Chúng ta hãy ngồi thật thẳng lưng, thả lỏng phần cơ mặt và thực hiện hơi thở. Ngày hôm nay các bạn thực hiện hơi thở luân phiên, 5 nhịp thở sâu bên mũi trái. Hít vào, rồi thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào thật sâu, đẩy căng bụng lên. Thở ra, dùng cái ngón tay cái phải chặn lấy mũi bên phải. Lần nữa, hít vào. Rồi thở ra. Bạn lấy ngón tay cái trái chặn mũi trái và chúng ta hít thở 5 nhịp bên mũi phải. Hít vào. Ngồi thẳng lưng lên các bạn. Thở ra. Chúng ta có thể nhắm hờ mắt lại. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Đủ 5 nhịp thêm lần nữa nào. Hít vào. Thở ra. Rồi chúng ta chuẩn bị thực hiện thở luân phiên. Hít vào bên mũi phải. Rồi thở ra bên mũi trái. Hít vào bên trái. Thở ra bên phải. Hít vào bên phải. Thở ra bên trái. Hít vào bên trái sâu. Thở ra bên phải. Rồi chúng ta tiếp tục nhé. Hít vào thật sâu 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 bên mũi phải. Giữ nguyên ở đó. 3 2 1 Thở ra. Bên mũi trái thật dài 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 dài. Giữ nguyên. 3 2 1 Thêm lần nữa, hít vào bên trái. Ba, hai, một, thở hết ra bên mũi phải. Ba, hai, một, hít thở nhẹ nhàng.
Ok, mời các bạn chúng ta xoa tay vào nhau. Xoa nóng lòng bàn tay. Rồi, áp lòng bàn tay lên mắt. Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay tỏa ra. Hít vào. Rồi thở ra. Đưa tay ra trước mắt. Mắt nhìn vào lòng bàn tay. Chắp tay lại. Namaste. Chào mừng các bạn đến với lớp yoga. Các bạn thân mến, đau lưng là một trong số những căn bệnh thường xuyên xuất hiện ở chúng ta, đặc biệt là lứa tuổi từ 35 trở đi. Và càng ngày thì số những người bị đau lưng nó đang trẻ hóa dần. Vì thế tập trị liệu để cho phòng chống cũng như là giảm bớt các cơn đau lưng là những bài tập mà chúng ta sẽ thường xuyên sử dụng. Các tư thế trong yoga của chúng ta cũng chiếm một tỷ lệ rất cao trong cái việc kéo giãn, làm cho phần cột sống của chúng ta được massage và kéo giãn, giảm các cơn đau lưng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tập với chuyên đề trị liệu cho những người bị mắc bệnh đau lưng. Ok ạ, rồi xin mời các bạn. Chúng ta tiến hành cho phần khởi động của mình. Hai tay của các bạn đặt lên trên gối, mặt nhìn thẳng về phía trước. Chúng ta xoay qua bên vai phải, hít vào. Lưng vai giữ nguyên. Rồi thở ra. Qua bên trái thật sâu về phía sau. Hít vào. Hít hơi xoay sang bên phải. Cổ sang phải. Rồi thở ra, xoay sang bên trái, sâu, sâu, sâu. Hết cỡ. Ok, hít vào. Qua bên phải. Hãy đưa hơi thở của mình cùng vào với động tác. Thở ra. Nữa. Đúng rồi, hít vào. Với những tư thế đơn giản, các bạn có thể nhắm mắt lại để cảm nhận cái cơ thể của mình. Thở ra. Thêm một lần nữa nào, hít vào. Xoay, xoay, xoay sâu hết cỡ sang bên phải. 3, 2, 1. Rồi thở ra sâu, sâu, sâu. Chúng ta quay sang bên trái. Nhớ phần bụng của chúng ta khi thở ra, siết lại. 3, 2, 1. Về giữa, hít vào. Rồi chạm trán xuống dưới sàn, thở ra. Hít vào, ướn ngực ngửa người, nâng cằm lên. Thẳng hai tay đẩy cơ thể. Lần thứ hai thở ra. Chạm trán sâu 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 xuống. Lên hít vào. Thở ra, ép sâu trán xuống dưới sàn. Lên nào, hít vào. Khi chúng ta vươn cao, phần ngực và cổ của chúng ta được kéo giãn. Thở ra, sâu xuống nữa. Để nguyên đó, chúng ta cảm nhận sự kéo giãn của phần cột sống. 4. Hít. Thở thật sâu để đưa nguồn năng lượng lan tỏa đều trên các đốt sống lưng của bạn. 3. Cảm nhận sự kéo giãn của nó. 2. Cái mông không nhấc lên. 1. Rồi lên cao nào, hít vào. Ưỡn ngực ngửa người, kéo giãn phần cổ lên. Ok, rồi từ từ thở ra, thả tay ra. Rồi tiếp tục. Hai tay sang ngang, hít vào. Hơi thở chiếm tới 61% giá trị của bài tập trị liệu. Chúng ta đưa tay phải ra sau, tay trái chạm gối trái, vặn xoắn, thở. Hai tay sang ngang, hít vào. Đổi bên, thở ra. Hít vào. Thở ra nào, sâu nhá, nhớ thẳng lưng, mở vai, xoay mặt qua vai phải. Hít vào.
ngón tay cái ra phía sau, cách khoảng thở ra, cách cột sống khoảng 7 cm, xoay toàn bộ vặn xoắn cột sống. Hai tay ngang hít vào. Siết này, siết này, chứ không phải chỉ mở không đâu. Thở ra. Cái tay mà không theo hơi thở ấy là biết luôn. Rồi, tiếp tục. Hai tay ngang lần nữa, hít vào. Thở ra nào, xoay. Đúng rồi, làm nhẹ nhàng từ từ, tay gần vào lưng nào. Tay gần vào lưng, thẳng lưng, mở vai, đúng rồi. Hai tay sang ngang, hít vào. Thở ra, hai tay ra sau chạm sàn. Hai tay ra sau chạm sàn, chuẩn bị. Đẩy mông lên cao, hai gối chạm sàn, hít vào. Ưỡn ngực, ngửa người, nâng cằm. Hạ mông xuống, thở ra. Hai tay lên, hít vào. Thở ra, hai tay ra sau chạm sàn. Đẩy mông lên cao, hít vào. Cao mông lên, đẩy cao và kéo giãn cơ thể. Chúng ta tập trung cho phần yết hầu và phần thở ra. Hai bên tuyến giáp của chúng ta. Lên nào, hít vào. Rồi, hai tay ra sau chạm sàn lần thứ ba. Chúng ta tiếp tục lên lần nữa, hít vào, kéo giãn. Hai hàm răng chạm vào nhau, lưỡi chạm vào phần nướu trên. Cảm nhận sự căng giãn của phần cơ cổ và lưng dưới. Đẩy cao nữa lên ở phần ngực, chúng ta sẽ kéo giãn phần lưng trên của các bạn. Để nguyên đó và hít thở. 4. Hít thở sâu vào. 3. 2. Cô giáo chưa nghe được hơi thở sâu của các bạn. 1. Ok, hạ mông xuống, thở ra. Hai tay vươn lên cao, hít vào. Rồi thả hai tay ra sau đan vào nhau. Tiếp tục đẩy tay ra xa, mở vai, nâng cằm, hít vào. Chán chạm xuống dưới sàn, sâu 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 xuống. Hai tay lên, xin lỗi, nâng đầu lên, hít vào. Rồi lần thứ hai, thở ra sâu xuống. Đẩy cái tay của các bạn dần dần cao lên. Mỗi ngày chúng ta lên một chút xíu. Ok, lên, hít vào. Rồi, tiếp tục, thở ra. Úp bàn tay vào, Thủy, úp bàn tay. Đúng rồi, như thế này em mới lên được. Không vấn đề gì, không lên được, chúng ta cứ từ từ. Rồi, lên, hít vào. Ok, mời các bạn chúng ta thả lỏng tay ra. Bài trị liệu cho phần cột sống lưng của chúng ta nó rất là nhẹ nhàng. Tất cả mọi tư thế đều liên quan đến phần cột sống, đó là kéo giãn và kéo giãn. Rồi ạ, rồi xin mời các bạn chúng ta quỳ gối, ngồi lên gót chân. Nào, hai tay đan vào nhau đặt ở dưới đùi. Ưỡn ngực, ngửa người, nâng cằm và vươn tay lên cao, hít vào. Tư thế này chúng ta làm 7 nhịp. Thở ra. Mang theo hơi thở. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Tiếp tục nữa, hít vào. Rất tốt, càng lần sau sâu hơn lần trước nhé. Thở ra. Nữa đi nào, hít vào. Thở ra. Cuộn tròn cái lưng. Lần nữa, hít vào.
vươn cao nâng tay. Ba, để nguyên đó kéo rướn cái phần cột sống lưng mở vai của các bạn ra. Hai, một, rồi từ từ hạ tay xuống, thở ra. Hai tay vươn lên cao, hít vào. Bụng, ngực cằm xuống, em bé thở ra. Chạm trán xuống dưới sàn. Xích cơ bụng lại, hai tay vươn lên cao, hít vào. Mở hết cỡ phần vai. Thở ra nào. Lần thứ hai, năm nhịp sâu cho tư thế em bé và mở vai. Tiếp tục, lên hít vào. Mở phần vai rộng thoải mái ra, rồi thở ra sâu. Lên nữa đi nào, hít vào, tập trung sâu vào hơi thở. Mọi vấn đề trong cơ thể của bạn đều được giải quyết. Thở ra. Khi bạn thở rất nhanh, động tác của bạn chỉ là môn thể dục. Hít vào. Siết cơ bụng lại, đẩy cao người, mở vai, siết căng bàn tay. Ok. Thở ra, tay chặt nữa vào, xuống. Mỗi một ngày, chúng ta hãy cố gắng hơn 1% so với chính mình. Lần nữa nào, hít vào. Ok, rồi thở ra sâu xuống. Chúng ta đẩy lùi cái chân của chúng ta ra, để cho nó trở thành vuông góc với mông nào. Đẩy lùi cái chân ra, hoặc tiến người về phía trước để cho cái gối của chúng ta vào với mông. Chúng ta chống cái tay của chúng ta lên. Bắt đầu chúng ta sẽ thực hiện cho cái phần lưng của chúng ta nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện hít vào, đẩy ép rốn xuống sàn. Thở ra, hạ khuỷu tay xuống vuông lưng. Cái mông nó đang vuông góc với gối. Khuỷu tay hạ xuống. Ok, 7 nhịp, hít vào. Chó ngửa mặt. Thở ra. Còn chó con, áp ngực cằm xuống. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Tiếp tục nữa đi ạ. Hít vào. Đến khi nào xuống chó ngửa mặt này. Thở ra. Tập dần đến khi nào ngực cằm chạm xuống được sàn trong tư thế mông đang vuông góc với gối thì là tốt. Chị Phương vẫn đang chưa ok, bạn mới vẫn chưa đang ok, chị Oanh 2 đúng không? Ok, rồi chúng ta lên tiếp tục nào, hít vào, ngửa mặt chó, ngửa mặt. Nào, dựng bàn chân lên, chúng ta thực hiện đào đóc, thở ra. Các bạn vào tấm ván 5 nhịp nhé. Hít vào. Tấm ván đầu, vai, mông, gót chân trên một đường thẳng. Thở ra. Tiếp tục. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Cái chân đang xa quá này, xa quá, chị gần lại, đúng rồi. Hạ cái phần vai xuống. Vai, không phải bụng. Đó, nó đấy nhá. Rồi, tiếp tục. Hít vào lần nữa nào. 3, giữ nguyên lấy nó.
2, 1, ok, thở ra đào đóc. Ở đây chúng ta tiến đi bộ tại chỗ. Cái chân của chúng ta đẩy nhẹ mềm để chúng ta kéo giãn cái phần cơ gối, chứ không phải là chúng ta đi nhanh đi vội để làm gì cả. Rồi, tiếp tục. Mời các bạn hạ hai gối của chúng ta xuống vào tư thế mèo bò. 5 nhịp cho hơi thở sâu. Võng lưng, cong mông, ưỡn ngực, nâng cằm lên, hít vào. Rút rốn lại, thở ra. Hít vào. Thở ra. Tiếp tục, hít vào. Thở ra, hãy kéo sâu hết cỡ để kéo dài cái phần cột sống của các bạn. Hít vào. Rút rốn sâu, thở ra. Sâu nào. Đó. Cuộn tròn lưng lên. Thêm nữa, hít vào. Võng lưng, nâng cằm, cảm nhận sự căng giãn của phần cơ cổ này. Thở ra, lên. Một lần nữa nhé, hít vào. Ok, rồi thở ra. Giữ nguyên đó, giữ nguyên đó. Ghi 10 đầu ngón tay xuống dưới thảm. Ghi 2 gối xuống dưới thảm. Giữ nguyên hơi thở. 4, 3, 2, 1. Ok, rất tốt. Nào mời các bạn lùi mông về gót chân. Và chúng ta thực hiện trong tư thế em bé. Hãy tìm về với đứa trẻ trong chính mình. Các bạn đang nằm ở trong tư thế em bé, tư thế bào thai ở trong bụng. Mỗi một đứa trẻ đến với cuộc đời này đều mang trong mình một tờ giấy trắng tinh khiết. Không có sân si, sân hận, không có ghét bỏ, ghen tuông. Và đó chính là con người của bạn. Yoga sẽ giúp bạn tìm về với đứa trẻ trong chính con người ấy. Mời các bạn tiến lên trong tư thế mèo bò. Chúng ta thực hiện tư thế kéo giãn. Tay trái, chân phải, kéo giãn cơ thể, hít vào. Gối chạm trán, thở ra. Tay trái ôm lấy gối. Hít vào. Kéo giãn dài ra. Thở ra. Dung nhan tươi tắn. Quá trình luyện tập yoga không phải là tươi rói mà là tươi khuôn mặt. Hít vào. Vẻ mặt của chúng ta bình thản. Đấy là một cách chúng ta đang rèn đấy ạ. Thở ra. Rèn thân. Hít vào. Cao lên, tay chân cao lên. 3, 2, 1. Tay trái nắm lấy chân phải. Võng cái lưng xuống, nâng cái cằm lên. Mở cái vai trái, ngửa mặt nhìn lên chê chật. Chúng ta thực hiện các tư thế đó. 4, 3, hít thở sâu. 2, 1, hạ tay trái xuống và chân phải đặt phía sau chân trái thẳng tắp ra nào. Chân phải đặt phía sau chân trái. Chúng ta chuẩn bị. Nâng tay phải lên cao, hít vào.
mắt nhìn theo tay phải, hai tay trên một đường thẳng. 4. Hít thở thật sâu vào. 3. 2. 1. Hạ tay phải xuống, thở ra, chuẩn bị vươn tay trái lên cao, hít vào. Cao lên cùng với hơi thở. 4. Cái tay của các bạn có thể bắt ấn Chimura để chúng ta luôn tĩnh tâm trong quá trình luyện tập. 2. Thẳng tay. 1. Ok, hạ tay trái xuống, thở ra. Chúng ta tiếp tục một lần nữa, nâng chân phải lên cao, hít vào. Nâng chân phải lên cao. Rồi từ từ thả rơi cái chân phải ra phía sau lưng của bạn, mở háng phải ra. Mở cái háng phải, thả rơi nó xuống, càng thả rơi bao nhiêu cái háng phải của chúng ta càng được mở rộng bấy nhiêu. 3. Hít thở thẳng tay lên thủy. 2. Đúng rồi, em mở bao nhiêu thì mở thôi. 1. Chuẩn bị. Mở xòe 5 cái ngón tay cái trái ra, trụ xuống dưới sàn vững. Vươn tay phải lên cao, hít vào. Rất. Không vấn đề gì cả. Đổ lại nhặt lên. 3. Không sao cả, bạn mới, chuyện bình thường. 2. Chúng ta sẽ làm được nó trong một khoảng thời gian nhất định nữa. 1. Rồi tay phải nắm lấy chân trái nào. Xin lỗi, tay phải nắm lấy chân phải nào. Tiếp tục. Đẩy hông về trước, kéo háng ra sau. Đẩy hông về trước, kéo háng ra sau. Ưỡn ngực, nâng cằm lên. 3. Tư thế rất xinh đẹp. 2. 1. Ok, giỏi quá. Rồi từ từ hạ tay, hạ chân xuống về tư thế em bé, nghỉ ngơi chút xíu. Chúng ta thả lỏng. Đấy, hết, hết. Rồi, ok. Xin mời các bạn, chúng ta tiến lên trong tư thế mèo bò để chúng ta đổi bên. Nhớ này, hai cái gối không chụm vào nhau như thế này. Chúng ta mở ra gối vuông góc với mông. Với cái tư thế quỳ mèo bò này thì cô nghĩ rằng cô không cần phải nhắc các bạn nữa, bởi vì nó đã quá quen thuộc rồi. Tay phải, chân trái, kéo giãn cơ thể, hít vào. Rồi thở ra, gối chạm trán. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. 3. Nâng tay cao lên nào. 2. Các bạn nâng được chân khá cao nhưng tay lại chưa cao. 1. Tay phải nắm lấy chân trái phía sau lưng. Võng cái lưng xuống, mở cái vai phải, nâng mặt nhìn lên trên trời. 4. Hít thở sâu vào. 3. 2. 1. Ok, hạ tay phải xuống rồi đưa cái chân trái thẳng tắp ra phía sau chân phải. Chúng ta chuẩn bị. Nâng tay trái lên cao, hít vào, mắt nhìn theo tay nào. Bốn. Ba. Siết cái tay thật chặt lại. Hai là bắt ấn Chimura có hai cách. Một, hạ tay trái xuống, chạm xuống dưới sàn vuông góc với vai. Đừng choãi nó ra. Đấy, khi chúng ta lên, chúng ta bị chéo. Tay phải lên, hít vào. Định tuyến chuẩn của chúng ta là cơ thể hai vai trên một đường thẳng. Không cần ngả nó ra sau, không cần nghiêng đi đâu cả. 4. 3. 2. 1. Ok, hạ tay phải xuống rồi thở ra, chuẩn bị.
Nâng chân trái lên cao, hít vào. Mít cái chân. 4 3 Hơi thở sâu vào. 2 1 Thả rơi cái chân ra sau nào. Thả rơi cái chân trái ra phía sau lưng. Các bạn nghe đúng từ cô giáo, không dùng từ sai nhé. Thả rơi nó. Và chúng ta cảm nhận sự căng giãn của phần háng. 2 Không vẹo người đi, người giữ nguyên. 1 Chuẩn bị. Vươn tay trái lên cao, hít vào. Đúng rồi, rất tốt. 3 2 1 Tay trái nắm lấy chân trái phía sau lưng nào. Ok, tiếp tục. Đẩy cái hông về trước, kéo cái háng ra sau. 4 Chị sẽ cảm nhận được rất thoải mái đúng không ạ? 3 2 1 Ok, rồi từ từ thở ra. Giỏi quá. Đang ốm cả lượt đấy. Các bạn thân mến, các bạn có thể tập các tư thế chưa giỏi, nhưng dứt khoát các bạn phải thở tốt. Tập trung sâu vào hơi thở. Bài tập trị liệu sẽ giúp cho các bạn lưu thông các cái thành mạch máu tốt hơn và cơ thể của các bạn sẽ được tràn ngập năng lượng nhanh hơn. Ok. Sau đây chúng ta sẽ chuẩn bị tiến lên vào trong tư thế rắn hổ mang vật mình. Định tuyến chuẩn, mông chạm gót chân, hai tay vươn về trước, ngực cằm chạm sàn. Chúng ta chuẩn bị. Hít vào, lên, chó ngửa mặt vật mình qua vai phải, nhìn xuống gót chân phải. Cái phần vai ngực không xoay. Thở ra, mông về gót chân em bé. Chỉnh một lần duy nhất cho định tuyến, chỉnh giữ tay. Tiếp tục lên, hít vào. Vật mình qua vai trái, nhìn sang gót chân trái. Thở ra. Hít vào. Vật mình qua vai phải, nhìn qua gót chân phải sang gót chân trái. Sâu hơn. Thở ra. Tiếp tục. Hít vào. Liên tục luôn, vật mình qua vai trái, qua gót chân trái, nhìn sang gót chân phải. Thở ra, cái phần vai của các bạn giữ nguyên, không xoay vai theo cái nhìn đâu ạ. Lần tiếp theo, hít vào. Vật mình qua vai phải, qua gót phải, gót trái, nhìn sâu vào góc tường. Thở ra. Rồi chúng ta tiếp tục nữa nào, hít vào. Hơi thở dài đúng như động tác của chúng ta ấy, vật mình qua gót trái, gót phải, nhìn sâu vào góc tường. Mình tâm tập tốt lắm rồi đấy. Rồi thở ra. Chúng ta chuẩn bị lên chó, ngửa mặt, hít vào. Định tuyến từ rốn chạm xuống dưới sàn. Thẳng tay lên. Đó, ok. Ngực cằm xuống, thở ra. Chúng ta chuẩn bị vào 5 nhịp rắn hổ mang. Hai tay áp sát vào hai bên ngực, hai khuỷu tay áp sát vào lườn. Chuẩn bị 5 nhịp, hít vào. Đây là hơi thở tốt nhất cho cột sống. Thở ra. Chị Oanh nâng người lên thêm một chút nữa. Hít vào. Không rụt vai, rụt cổ gì cả. Thở ra, cái con rắn hổ mang ấy, nó có ngửa được cổ của nó ra phía sau không các bạn? Nó chồm cái đầu của nó về phía trước kìa. Hít vào. Chúng ta cảm giác như chuẩn bị vồ mồi ấy. Thở ra, hai cái khuỷu tay áp sát vào hai bên hông. Hít vào. Thở ra.
Thêm một lần nữa, hít vào. Thẳng tay lên trong tư thế chó ngửa mặt không rụt vai. Các bạn luôn luôn nhớ cái vai của chúng ta là nó thẳng, nó không như này. Thẳng, rồi gập chân lên. Chúng ta tập trung vào phần căng giãn của lưng dưới. Ba, hít thở thật sâu vào. Hai, một, rồi ok, từ từ hạ tay hạ chân và chúng ta nằm sấp xuống. Hai tay chồng lên nhau, trán của các bạn đặt lên trên mu bàn tay. Ở trong tư thế con cá sấu này, các bạn sẽ cảm nhận sự thư giãn thả lỏng cho phần cột sống lưng mà chúng ta vừa ép. Với bài tập như vừa rồi, nếu ở nhà các bạn có một cái giường đệm phẳng ấy, là chúng ta nằm ở trên đệm và chúng ta ngả lưng, ngả đầu xuống dưới sàn, rồi chúng ta bật lên. Đấy cũng là một giải pháp rất là tốt cho cái phần bài tập này. Ok, hai tay của các bạn dang sang hai bên. Rồi, tay, chân, đầu, ngực chuẩn bị lên, mỗi rốn chạm xuống sàn nhé. Hít vào. Thở ra. Lần thứ hai nào. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Lên cao, tay chân thẳng chân nhé, thẳng chân không co chân nào. Đúng rồi. Thở ra. Lần nữa nào. Hít vào. Giữ nguyên đó. 4. 3, nâng cao ngực nữa lên nào. 2, nâng nữa lên. 1, ok, giỏi quá. Rất là tuyệt vời. Mời các bạn chúng ta nghiêng người và chúng ta nằm ngửa ra đi ạ. Hai tay mở rộng sang hai bên. Hai chân miết lại với nhau. Rồi chúng ta chuẩn bị. Hai tay ôm lấy hai gối. Hít vào, trán chạm gối. Là phần bài tập chưa phải thư giãn. Thở ra. Khi thư giãn, chúng ta sẽ thở ngắn hơn. Hít vào. Ôm sâu vào, trán chạm vào gối được là tốt nhất. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Thêm lần nữa nào. Hít vào. Sâu. Ok, giữ nguyên đó. 3, 2, 1, các bạn lăn tròn cổ sống lưng của chúng ta để massage đi nào. Lăn tròn, cuộn tròn lưng bao nhiêu các bạn lăn tốt bấy nhiêu. Khó khăn quá các bạn ôm hai tay xuống bên dưới đùi. Và chúng ta sẽ lăn. Cứ bật tròn đi ạ, 15-20 nhịp. Ok, rồi không vấn đề gì. Hai tay ôm lấy hai gối rồi lăn bên trái, lăn bên phải một cách thật nhẹ nhàng. Chúng ta tự thư giãn, massage cho phần hai bên lườn lưng của các bạn.
lăn và thả lỏng. Ở trong phần thư giãn này các bạn có thể mất trật tự được rồi. Chúng ta không cần phải áp lực quá đâu. Thực ra trong một lớp học mà chúng ta quá áp lực và căng thẳng, đây cũng không phải là điều tuyệt vời nhất. Chúng ta đang tìm kiếm một sự thư thái, thoải mái sau một ngày làm việc căng thẳng. Hãy làm những điều mình muốn. Hãy thả lỏng những tư thế mà mình thích. Ok. Sang rộng tay và chân trong tư thế Savasana nào. Rồi ạ. Tập trung tâm trí vào phần rốn của bạn. Chúng ta thực hiện hơi thở. Hít vào, bụng đẩy căng lên nào. Hơi thở của các bạn kéo dài theo tiếng chuông ngân dài dài dài. Thở ra. Hít vào. Rồi lại thở ra. Bạn thân mến, bạn hãy lắng nghe cơ thể của bạn và cảm nhận sự thư thái bình an trong tâm hồn. Vào một buổi sáng bình minh rất đẹp trời, bạn đang nhẹ nhàng thả bước chân của mình vào một vườn hoa vô cùng rộng lớn. Dưới ánh nắng chói chang nhưng vô cùng dịu mát, cùng với tà áo trắng tung bay trong gió, bạn thả hồn mình trên những vườn hoa cánh bướm với đầy đủ các màu sắc: trắng, tím, vàng, hồng và cả màu cam nữa. Rạng rỡ. Những vườn hoa cánh bướm đang đung đưa theo gió, và bạn cảm nhận sự nhẹ bẫng của cơ thể bạn. Qua vườn hoa cánh bướm, bạn đang tiến tới một vườn hoa hồng ngào ngạt hương thơm. Những cánh hoa hồng nhung mịn dày tỏa hương thơm ngát. Những bông hoa hồng bạch và cả những bông hoa công chúa. Bạn như lạc vào cả một thế giới tràn ngập là hoa. Buông bỏ đi tất cả những ưu phiền của cuộc sống, những bon chen bộn bề và những sân si đố kỵ. Gột rửa cho tâm hồn mình thanh sạch. Khi đó, trái tim của bạn sẽ rộng chỗ để đón nhận tình yêu thương. Hãy hít vào một hơi thật sâu, đẩy căng bụng lên nào. Rồi thở ra thật nhẹ nhàng.
Hít vào. Rồi lại thở ra. Khởi động các ngón tay ngón chân. Nghiêng người sang bên trái. Rồi chúng ta ngồi dậy trong tư thế nửa hoa sen. Ok. Theo lại. Mời các bạn chúng ta xoa tay vào nhau đi ạ. Nóng lên. Áp lòng bàn tay lên mắt. Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay tỏa ra. Hít vào. Rồi thở ra. Đưa hai tay ra trước mắt. Mắt nhìn vào lòng bàn tay. Chắp tay lại. Namaste. Chúc bạn buổi tối bình an.